Câu trả lời không thể nào đỉnh cao hơn em ạ. Xuất sắc đó. Đó là cô gái vàng trong làng Tuesday đó. Cái thỏa hiệp của em với đàn ông nó dễ quá. Cái năng lượng cần nhất ngay từ ban đầu là em phải dữ dằn, biết là em phải dễ ăn hiếp. Sau khi người ta yêu em rồi, càng ngày em thấy người ta càng yêu em hơn. Bắt đầu em nhã nhẹ ra để em đáng yêu dần trong mắt người ta, để người ta càng yêu em. Người đàn ông dở nhất á, là mâu thuẫn với người yêu mình mà lại giải tỏa bằng người phụ nữ khác. Trong tình yêu đừng bao giờ cho đàn ông thứ họ muốn nhất. Phải tạo cho người đó cái cảm giác là người đó sẽ săn đuổi em. Tình yêu nó không phải là toán học, em tính như thế này, công thức này ra được. Tình yêu nó có nhiều cái phát sinh lắm. Anh chỉ mong rằng em sẽ gặp được một người tốt với em. Ví dụ em này, ví dụ bình thường mọi người nhìn em mạnh mẽ đúng không? Ví dụ là em biết là cái gu đàn ông đó nó thích che chở đi, đấy yếu đuối đúng không? Bây giờ sao nhá? Em không có niềm tin. Em nữ bắt cá sấu hả? Em không có niềm tin vào tình yêu nữa. Em sợ tất cả mọi người xung quanh em á. Anh cũng không có niềm tin vô em diễn giả quá. Khuân Thay là kha. Sao mà đi khá? Sao mà đi kha? Anh nói gì mà có xếp ly quần áo. Mày thăm lại dự tình nha. Sao mà đi kha? Có ai thỉnh bùa dán cho con Giang nó bớt lại không được hết chứ. Đức Phúc, em có nhã hứng với anh nào? Phải chia sẻ một điều rằng là đây là cái chắc là chương trình người ấy là ai mà có các tuyệt phẩm mà đẹp nhất từ trước đến giờ đúng không nhỉ? Đúng không? Em thấy cả 5 người đều rất là đẹp và ai cũng đều rất là cao to đẹp trai. Còn chắc chắn nó không phải của em. Chắc chắn nó không phải của em. Cảm ơn câu trả lời vô nghĩa của em. Ở đây không phải là son của Hồ Ngọc Hà bằng lần 5 cây nha em nha. Độc thân anh ạ. Ủa sao vậy? Nhìn vào mắt nhau là biết à. Em thấy anh ấy sợ em đúng không? Và không muốn tương tác với em đúng không? Có một cái nét e ngại chứ không phải là anh ấy sợ em. Dù là xanh hay tím thì người ta cũng sẽ nghe e ngại em hay thôi. Thôi hiểu không? Đấy là nói cái vấn đề đó là gì vậy? Tôi sợ em hiểu không? Tôi bị ám ảnh. E ngại em là chuyện người ta phải làm thôi. Dù là xanh hay tím, ngay cả đỏ thì cũng vậy. Ừ. Thì anh mong em cảm suy. Em cảm nhận được là độc thân anh ạ. Ừ. Đó, anh thì ừ thôi, anh cổ suy không em. Không phải em ngại. Ừ. A Bình. Yeah. Sao cái thích ta anh Bình lúc nào màu tím á? Năm bạn này phải có một cái màu tím thì bây giờ mình cứ dơ đúng một màu một thôi thì chắc chắn mình cũng xác suất mình. Chẳng lẽ mình chơi đi tham gia chương trình mà. Có cách nào lần sau mà đừng mời Bình không? Em nghĩ rằng bạn này độc thân, đẹp trai. Vì hoặc là đã từng có người yêu nhưng mà hiện tại đến giờ độc thân. Vì đó. Vì đó. Ô Tú ạ, nói một cái gì nó phải có lý do Tú ạ. Anh, tin em đi, mùa này mùa thứ 3 em tới đây rồi. Ok. Không phải đơn giản với chương trình 13 lần. Dơ bảng đi, dơ bảng đi. Độc thân. Cái vấn đề là không hiểu sao mà chương trình vẫn mời em đến mùa thứ 3 thôi. Em nghĩ là xanh, tại vì là khi mà Tú nói là em nghĩ anh này độc thân thì bạn gật đầu. Vậy em nghĩ đó là một dấu hiệu bạn...